Bệnh viện Y học cổ truyền Lào Cai vừa hoàn thành khóa tiếp nhận kỹ thuật chăm sóc đặc biệt cho người liệt từ Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Đây là phương pháp châm cứu chuyên sâu mang lại hiệu quả vượt trội trong điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh. Gần một năm trước, sau khi được cấp cứu qua cơn nhồi máu não, ông Lê Văn Hải bị di chứng liệt nửa người. Bệnh nhân đã điều trị một số nơi, song không có chuyển biến. Sau khi thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền, với hơn 10 ngày kết hợp với các phương pháp phục hồi, trong đó có châm cứu chuyên sâu, ông Hải đã có những tiến triển rõ rệt. Bị tai biến liệt nửa người, tức là cả một tay phải và một chân phải và nửa mặt là đều liệt, là không có đi lại được. Nhưng mà sau khi là phục hồi chức năng ở tại Bệnh viện Y học cổ truyền này là tôi thấy là rất có hiệu quả. Liệt nửa người nhưng mà bây giờ đã đứng dậy và đi hẳn hoi mà buông cả xe rồi buông cả gậy. Không chỉ mang lại hiệu quả vượt trội đối với bệnh nhân liệt, châm cứu chuyên sâu còn có tác dụng tốt trong điều trị những bệnh lý về cột sống, cổ, thắt lưng, tổn thương khớp vai, khớp gối. Những bệnh lý về cơ xương khớp giúp rút ngắn thời gian phục hồi. Qua khảo sát, đánh giá và áp dụng phương pháp châm cứu đặc biệt của từ các chuyên gia, hai chuyên gia từ Bệnh viện Châm cứu Trung ương, chúng thấy rằng cái tỷ lệ hồi phục đối với bệnh nhân rất nhanh, đặc biệt là những cái hồi phục về vận động và cái cảm giác của thần kinh, cảm giác đối với bệnh nhân liệt, sau liệt là đối với hiệu quả phương pháp này là rất tốt và hiệu quả rất nhanh. Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, Bệnh viện Y học cổ truyền Lào Cai tiếp nhận trên 3.300 lượt người bệnh đến khám và điều trị bệnh về thần kinh, trong đó chủ yếu là liên quan đến liệt não và hội chứng liệt khác. Do vậy, việc tiếp nhận kỹ thuật chăm sóc đặc biệt cho người liệt là giải pháp kịp thời, đáp ứng tốt nhu cầu điều trị chăm sóc chuyên sâu bằng y học cổ truyền.